Sáng 3 tháng 11, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 2 tháng 11, số ca mắc COVID-19 của Đồng Nai tiếp tục tăng cao với 905 trường hợp, trong đó có 155 ca trong cộng đồng. Đây là điều để được tiên lượng khi tỉnh nới lỏng các hoạt động kinh tế xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh. Điểm tích cực là hầu hết các ca mắc đều có triệu chứng rất nhẹ. Trong ngày 2 tháng 11, tỉnh ghi nhận 10 ca tử vong, nhưng đây là các trường hợp rải đều trong 4 ngày qua. Tính trung bình mỗi ngày chỉ có hơn 2 ca tử vong. Đối với công tác tiêm chủng, toàn tỉnh đang rất nỗ lực tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, việc cập nhật số liệu lên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia hiện chưa chính xác. Sở Y tế sẽ sớm làm việc với Bộ Y tế để cập nhật số liệu chính xác. Hiện nay, Sở Y tế đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Khi kế hoạch được thông qua, Đồng Nai sẽ dùng 97.000 liều vaccine Pfizer có sẵn để tiêm cho trẻ em. Tại cuộc họp, Công an tỉnh đề xuất giải tỏa 23 chốt kiểm soát chấp ranh với các tỉnh thành lân cận trong bối cảnh các hoạt động đã cơ bản trở lại bình thường. Bên cạnh đó, sau khi nới lỏng giãn cách, tình hình tội phạm có gia tăng. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến nay các khu công nghiệp đã cơ bản phục hồi sản xuất ổn định. Cụ thể, có 1.657 doanh nghiệp với hơn 536.000 lao động đã trở lại hoạt động, chiếm 97% số doanh nghiệp và 87% số lao động. Hiện nay đã có 29 trên 31 khu công nghiệp bố trí các khu cách ly tạm thời để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ban quản lý các khu công nghiệp kiến nghị tỉnh sớm có các chính sách để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xây dựng các kế hoạch về việc phục hồi sản xuất kinh doanh, xét nghiệm trong tình hình mới, tiêm vaccine cho trẻ em, tổ chức dạy và học trực tiếp. Trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hoàn thành các kế hoạch để Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào ngày mai 4 tháng 11. Sau thời gian thí điểm cách ly F0 tại nhà ở thành phố Biên Hòa, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sớm xem xét và ban hành kế hoạch này. Bên cạnh đó, vừa qua có tình trạng phối hợp không tốt giữa các phòng khám tư nhân cũng như các doanh nghiệp với các địa phương trong việc xử lý F0. Do đó, Sở Y tế và Ban quản lý các khu công nghiệp cần xây dựng quy trình cụ thể để các đơn vị thực hiện thống nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra việc chấp hành 5K và ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các sở ngành liên quan chuẩn bị tốt các kế hoạch để xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy vào ngày mai. Công tác tuyên truyền cần được tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nay, khi các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất, các F0 đã và sẽ tiếp tục phát sinh. Do đó, Sở Y tế cần có văn bản hướng dẫn giúp các doanh nghiệp xác định chính xác F0 nguy cơ cao, từ đó vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa giữ vững sản xuất kinh doanh. Có cái văn bản thêm nữa đi, gửi cho các doanh nghiệp để tránh cái chuyện hiểu nhầm nữa đây. F1 nào cũng là F1 thì quá là khó cho doanh nghiệp. Mà F1 nguy cơ cao là F1 như thế nào? Nên là tôi nói cái này là cũng phải tính lại, phải làm rõ lại cho doanh nghiệp biết là cái số mà F1 mà nguy cơ cao á, chúng ta bóc ra cho đúng, thật đúng. Số lượng thật là hạn chế đó thì cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cái việc sản xuất, tổ chức sản xuất. Còn để nhầm ông F1 nguy cơ cao ở đây, khi ông lây, ông có cơ hội ông lên F0, ông lây đủ thứ chuyện hết, lúc đó bốc đi không biết bao nhiêu người thì rất là nguy hiểm cho doanh nghiệp. Đối với việc tiêm chủng cho trẻ em, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định chủ trương đã có, vaccine cũng đã có sẵn. Do đó, kế hoạch này cần sớm được triển khai và phải gắn với việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại. Để cho các cháu được tiêm. Tiêm đó phải đi trước cái chuyện là kế hoạch của chỗ cô Huệ cho tổ chức học lại đây nè. Đấy, nên là cái này chúng ta phải tổ chức cho thật là nhanh rồi những cái kế hoạch này nó gắn với cái chỗ mà thí điểm đi học lại như thế nào đó. Hai cái kế hoạch này nó phải là chiến lược song song với nhau. Cái đi trước và cái đi sau, nhưng mà với cùng một mục tiêu là cho khu vực đó được tiêm trước để học thí điểm trước. Thì nó an toàn hơn. Nên là cái này đề nghị là các anh trong quá trình xử lý là tính toán cho nó kỹ cái này, để đảm bảo cái số các cháu được tiêm chủng rồi đi học rồi thí điểm rồi ở thời điểm nó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế và các địa phương tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các phòng khám tư nhân trong phòng chống dịch. Đối với công tác khám chữa bệnh, đồng chí Cao Tiến Dũng yêu cầu ngành y tế đảm bảo hai tiêu chí là tiếp tục giảm số ca bệnh nặng và số trường hợp tử vong. Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Thông tin Truyền thông cần sớm ban hành khung đánh giá cũng như kế hoạch kiểm tra, giám sát các địa phương. Các ngành địa phương tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng thời chuẩn bị tốt việc chăm lo Tết cho người dân.
ngành công an và các địa phương cần tăng cường công tác an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống nhân dân.